Dấu xin chào tất cả mọi người. Như đã hẹn thì thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần thì Quốc sẽ livestream vào lúc 19 giờ tối để chia sẻ với mọi người những cái món ăn mà mình có thể nguyên vật liệu á, mình có thể mình mua được ở chợ truyền thống nè, cũng như là siêu thị nè. Và nhất là những cái Quốc này Quốc ưu tiên những cái món nào mà mình mua được ở siêu thị, tại hiện tại bây giờ thì tất cả các chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh của mình á là gần như là đã đóng cửa hoàn toàn rồi. À, còn ở siêu thị thì Quốc đi á, thì Quốc có thấy là có bán rất là nhiều đó. À, tuy nhiên Quốc cũng sẽ lựa những cái loại thực phẩm nào mà những loại nguyên liệu nào mà mọi người có thể dễ dàng mua được, chẳng hạn như là gà. À, như tuần rồi, hôm cuối tuần rồi á, khi sau buổi livestream xong thì cũng có rất là nhiều người là muốn Quốc chia sẻ cái món là món mì Quảng. Thì cái mì Quảng ấy, thật ra thì cái món mọi người có thể thường hay ăn nó sẽ là món mì Quảng tôm thịt. Tuy nhiên thì với cái tình hình giãn cách thế này thì chúng ta mua tôm rất là khó. Đó, chứ thế là Quốc sẽ làm cái món là mì Quảng gà, tại vì chắc chắn hầu như trong hầu như là tất cả các thành viên trong gia đình chúng ta thì ai cũng thích ăn gà, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì gà chúng ta có thể dễ mua. Thậm chí với công thức này thì mọi người có gà ta thì nấu gà ta, còn không á thì mình mua gà công nghiệp á, mình về mình nấu cũng được luôn. Nhưng mà khi mua gà công nghiệp thì mọi người cứ nhớ là mua dùng Quốc là cái phần đùi gà gốc tư, thì đúng cái phần đó thôi thì mình nấu nó sẽ rất là ngon đó. Và Quốc sẽ chỉ với mọi người một cái mẹo để mình nấu với gà công nghiệp, tuy nhiên mình nấu nó vẫn vẫn nó vẫn dai, có nghĩa là không phải là dai giống như 100% như gà ta, nhưng mà nó cũng được khoảng 80% giống như gà ta, với khi mình biết cách mình xử lý cái phần đùi gà gốc tư, cái phần má đùi gà là cái phần đùi gà thì nó cũng sẽ rất là ngon. Thật ra thì khi Quốc hướng dẫn cho mọi người thì Quốc sử dụng gà ta, tuy nhiên thì khi Quốc ăn á, đa phần Quốc ăn thì Quốc hay mua là lòng gà với Rồi rồi, ok. nãy bị vậy Nó nhảy mấy cái ấy xuống nó bị đứng. đã lại bình thường được chưa Ok. đó. Thì bây giờ với cái món mì Quảng này, thật ra đây là một Quốc là người Quảng, đây là một cái món ăn mà nói chung là giống như là kiểu như là món đặc sản của Quảng Nam Đà Nẵng. Và với món này thì thật sự thì có rất là nhiều cách nấu khác nhau, và nấu rất là đơn giản thôi, chứ không có gì cầu kỳ hết. Và mỗi gia đình thì có một cái cách nấu khác nhau đó. Và cái cách nấu này khi mà nêm thêm thắt gia vị thì cũng có, nói chung là cái kiểu nào nó cũng ăn thua là chúng ta phải có cái sợi mì Quảng. Còn mì Quảng thì nó cái chúng ta muốn nấu kiểu gì thì nấu. Tuy nhiên thì Quốc sẽ nấu theo một cái kiểu mà cái gia đình của Quốc. Và Quốc nấu theo kiểu này thì Quốc cũng muốn giải thích cho mọi người luôn là tại sao mì Quảng ăn ít nước đó. Thì nếu chúng ta mà nấu ăn ít nước mà nấu cái nước như giống như nước lèo chẳng hạn, như kiểu như hủ tiếu bún riêu á, thì cái sợi mì Quảng của mình á nó dày lắm, ăn nó không có thấm. Thì tí nữa Quốc sẽ chia sẻ cho mọi người là cái cách nấu mì Quảng làm sao ăn ít nước mà nó sẽ rất là ngon, và lúc đó mọi người sẽ cảm thấy là mì Quảng ăn ít nước nó mới là đúng. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì thầy Quốc sẽ tập trung nấu, cho nên là các bạn có câu hỏi nào cứ hỏi trực tiếp trên đây, Thuận sẽ đọc lại cho thầy Quốc để thầy Quốc có thể giải đáp hết tất cả thắc mắc của các bạn. Và lưu ý các bạn là chúng ta nên bám sát vô chủ đề nha, đừng hỏi lan man, đừng Đúng hơi rồi, đừng thật ra rối luôn hỏi hỏi lan man nhiều khi Quốc cũng bị rối, mình như cũng bực mình luôn á, mà tại vì đang đang livestream nên sợ rớt cái vương miện nên không dám bực mình. Rồi bây giờ với cái phần mì Quảng này thì Quốc sẽ chia nó ra làm ba ba công đoạn. Đầu tiên là mình sẽ làm cái đây, quay đi. Đó là đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần nhân đó. Nhân thì mình chủ yếu là đây là gà đó, mình nấu phần nhân xong thì kế đến á, mình sẽ làm cái phần nước chan lên trên nhân đó, rồi xong rồi đó là phần thứ hai. Và phần thứ ba là mình sẽ xử lý cái phần cái sợi mì Quảng. Thì mì Quảng nếu mình mua được mì Quảng tươi á thì mình, tại vì bây giờ đang giãn cách thì Quốc hôm nay cũng may mắn là Quốc mua, Quốc có post lên trên Facebook á, thì Quốc nhờ cơ mà thì có một bạn trên Facebook á chỉ cho Quốc là cái chỗ mua cái sợi mì Quảng khô như thế này đó. Thì cái mì Quảng khô này á thì mình làm á, thì Quốc sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm. Còn khi mình mua mì Quảng tươi về xong mình cũng phải có một cái bước để mình làm cái mì Quảng tươi nó sẽ ngon hơn, và ăn cái mì Quảng á, nó sẽ hấp dẫn hơn. Rồi bây giờ Quốc sẽ bắt tay vào để mình thực hiện cái phần nhân, cái mình làm cái phần nhân trước. Trước khi vô buổi dạy ngày hôm nay thì có nhiều bạn lên khen giọng của thầy ngày hôm nay êm ấm quá. À,
Nói chung là do ngày hôm qua là uống hơi nhiều giờ cái giọng nó vậy đó. Ôi chết, giờ mới nhớ. Với món ngày hôm nay thì Quốc nghĩ là nếu mà cũng là cái cách nấu như thế này thì mọi người có thể sau này thay thế gà bằng tôm, bằng thịt, bằng cá đều được luôn. Rồi, bây giờ Quốc sẽ bắt tay vào làm, thực hiện. Có một Đầu câu tiên. hỏi trước khi bắt tay vô làm thì thầy ơi, bây giờ làm sao mình có thể mua được củ nén? Với cái này thì mọi người sau này á, mọi người mua củ nén á, ở bán nhiều nhất mà rẻ nhất á, thì mọi người mua ở chợ Bà Hoa ở Tân Bình, gần chỗ ngã tư Mỹ Hiền á. Còn không thì ở chợ Bến Thành cũng có, hoặc là những cái chợ truyền thống mình lại cái chỗ bán đồ khô, mình dặn người ta cũng có thể lấy cho mình dặn trước một ngày. Và cái phần củ nén này á thì bắt buộc cái món mì Quảng này đầu tiên là phải có củ nén, thứ hai là phải có cái phần dầu phộng nha mọi người. Nhớ dầu phộng, cái dầu phộng này nó sẽ vàng hơn đó, nó vàng hơn và nó sánh hơn, vàng hơn và nó sánh hơn cái dầu dầu ăn bình thường của mình. Và cái dầu phộng này nó béo hơn nên khi mình nấu nó sẽ ngon hơn đó. Trong bếp của Quốc thì lúc đầu cũng có hai loại, một cái là dầu phộng, một cái là dầu bình thường, dầu nguội bình thường đó. Và một cái nữa là cái phần nghệ không thể thiếu. Và rất là may mắn là Mai Bút Lục thì còn được một nhánh nghệ tươi như này thì vừa đủ nấu cho 1 kg gà đó. Với gà hôm nay thì Út mua một cái con gà nó cỡ khoảng là 1,3 kg, xong sau đó làm sạch sẽ hết thì mình chặt ra thì nó sẽ được 1 kg như thế này. Và Út lấy ra riêng là cái phần phần ức gà, Út lấy ra 100 g ức gà để đó một tí nữa. Đây là cái phần rất quan trọng nè, tí Út sẽ làm cái phần nước nhân để cho. Còn đây là cái phần nhân. Bây giờ mình sẽ ướp cái phần nhân này trước. Cái phần nhân này Quốc sẽ cho vào trong một cái thau lớn hơn. Đây. Món này mình làm vịt vẫn được nha anh Phong. Đây. Bây giờ Quốc sẽ cho vào trong này, mình sẽ ướp, Quốc sẽ giã nó ha. Là với cái phần nghệ này là Quốc đang có đây, nó sẽ là 20 g nghệ. Nghệ tươi nha. Đây, Quốc có cái một cái cối riêng để mình xài, tại Quốc cũng hay ăn món này. Đó, mình xài nghệ riêng. Mình cần nguyên liệu gì để làm dầu phộng vậy thầy? À, cái dầu phộng mình mua sẵn nha, mua cho bà Hoa có sẵn luôn á mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ giã. Rồi cái phần nén này Quốc đang sử dụng đây là 50 gram nén. Rồi Quốc sẽ giã hết cái phần nén này luôn. Và cái này tí mình sẽ chia ra, mình vừa ướp vừa xào và vừa làm cái phần nước nhân luôn. Rồi mình làm luôn cái phần dầu để mình trộn lên trên cái phần bánh này luôn. Thay mặt thầy Quốc chào tất cả các em. Hay vậy. Tại vì nhiều người chào thầy quá mà thầy không chào lại Tại vì được. Quốc không có cái màn hình, Quốc không có ở đây. Tại Quốc tập trung, Quốc sẽ nấu để hướng dẫn cho mọi người. Nên Thuận xin phép thay mặt thầy Quốc chào lại tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, tràn đầy sức khỏe. Mấy bạn trên livestream đây có một bạn bán dầu phộng nguyên chất đó, các bạn có thể liên hệ với bạn Thùy Linh đó thì Rồi mọi người ai mà có cần mua cái phần mì Quảng mà khô rồi nè, nhắn tin cho Quốc, Quốc sẽ cho cái một tí Quốc sẽ post lên cho cái số điện thoại đó mọi người. Bên đó họ sẽ giao lại tận nhà cho mình. Và Quốc xài là hồi chiều có thử rồi, ăn rất là ngon. Rồi bây giờ với cái này ha, mình sẽ cho vào đây là mình ướp cái phần gà này. Và mọi người nhớ nha, với cái món này mình làm á thì mình phải có củ nén là cái nhất, hay là nghệ tươi, đừng có sử dụng nghệ bột. Còn nếu mà đối đế lắm thì sử dụng nghệ bột cũng được, tuy nhiên nghệ bột á thì mình xài cái nó sẽ bị cái mùi nghệ, nó hơi bị hăng.
Rồi Út sẽ cho đây ít nước ướp nha. Đó. Rồi. Để vào đây. Cái đến nha, Út sẽ ướp vào đây nữa. Bên bạn Thùy Linh có cả mì Quảng tươi luôn đó mấy bạn. Đó, Ôi vậy thầy à. thầy Quốc có muốn liên hệ thì trên chút nữa Rồi cái ở đến đây đây nè, đây là cái phần Út ướp vô và đây là nó cũng là một cái bí quyết để cho cái món mì Quảng mình nó đậm đà hơn. Út sẽ cho vào đây là một thìa cà phê mắm ruốc. Cái phần mắm ruốc Huế, mắm ruốc mịn của Huế mình cho vào đây để tí mình ướp luôn mình xào. Thì cái mùi khi cái nhân của mình nó thơm và cái nước á, tí mình nấu nước nhân á, nó cũng sẽ thơm hơn, nó ngon hơn. nó có cộng mì Quảng vàng luôn đó anh Phong, anh Thuận Phong. Rồi cái đó sẽ cho vào đây nha, là một thìa ăn cơm nước mắm. Rồi tiêu cũng sẽ cho vào đây là 1/2 thì cà phê tiêu. Đây hạt nêm cũng sẽ cho vào đây là một thìa cà phê hạt nêm. Đây, thêm một cái mẹo, một cái bí quyết nữa Quốc hướng dẫn mọi người luôn là ướp á, mình trộn đều lên xong mình sẽ cho thêm cái dầu phụng vào. Dầu phụng mình cho vào đây á là 2 thìa ăn cơm dầu phụng, nó cỡ khoảng là 30 ml dầu phụng. Thì mình ướp vào tí tí nữa mình xào lên nó cái thịt gà của mình nó thơm hơn, ăn nó béo hơn và nó hấp dẫn hơn. Rồi, trước khi thầy trộn mới đó thầy đọc lại một cái công thức một lần cho mọi người nắm. À chết rồi Quốc không có nhớ nha. Tụi Quốc vừa đang làm ra thì tí mọi người được cái mọi người nghe lại, nghe lại cái phần đó giúp thằng Quốc. Ừ. Hôm nay bạn Hồng Ngọc không có vô lên xem live rồi, chứ không là bạn nó ghi lại hết rồi. Đây nha mọi người chịu khó nha, cái mà bút sẽ làm từ từ để cho mọi người ghi lại kịp. Thì nếu không kịp mọi người cứ coi lại cái sau cái phần này mình sẽ coi lại. Rồi bút sẽ cho vào đây là 2 thìa ăn cơm dầu phộng, nó tương đương với lại là 30 ml dầu phộng. Rồi mình trộn nó lên như vậy và mình ướp nó, nếu mình có thời gian mình sẽ ướp nó là thời gian nó cỡ là 1 tiếng cho đến 3 tiếng thì cái phần thịt gà của mình nó săn, nó ngon hơn, nó hấp dẫn hơn. Và bây giờ Quốc sẽ chỉ cho mọi người cái cách để mình làm, nếu mình không sử dụng gà ta mà mình sử dụng gà công nghiệp như đại Quốc nói là mình sẽ sử dụng là má đùi, đùi gà gốc tư, có má đùi gà dính ra luôn thì mình cũng chặt ra y chang như vậy, mình cũng ướp giống y chang như vậy luôn. Thì mình cũng ướp cái thời gian cũng là từ 1 tiếng cho đến 3 tiếng. Xong sau đó mọi người cho vào trong một ví dụ một cái tô thủy tinh hoặc là bằng 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 sành, mình bọc lại, mình sẽ mang vào trong microwave. Mình sẽ quay nó 2 phút. Đó, thì xong mình lấy ra mình trộn lên, mình quay nó tiếp thêm một lần nữa, 1 phút nữa thì nó sẽ rút bớt cái nước trong gà ra và làm gà gà nó dai giống như gà ta, ăn rất là ngon. Cái đó là một cái mẹo. Không có dầu phộng thì mình xài dầu mè được không thầy? Không được, nếu không có dầu phộng chúng ta xài mỡ heo hoặc là dầu bình thường của mình. Đó, tuy nhiên món này không có dầu phộng nó sẽ không, nó không ra được cái phong vị đó, nó sẽ không có ngon. Rồi, bây giờ Quốc sẽ bắt một cái nồi lên bếp ha. Chắc từ từ đi ha, từ để bây giờ là để cho nó thấm tí xíu. Bây giờ Quốc sẽ xử lý cái phần mì Quảng này. Thôi để làm liên tục đi, liên tục cho mọi người dễ dễ theo dõi hơn. Rồi bây giờ coi như là mình đã ướp được 1 tiếng rồi. Bây giờ Quốc sẽ bắt lên, Quốc sẽ xào cái phần nhân này. Đó. À, để rút ngắn thời gian thì bây giờ thầy sẽ nấu luôn đi cho mấy bạn nắm nha. Này, bây giờ Quốc tự Quốc sợ là Quốc chuyển qua Quốc làm cái khác thì quay lại cái này mọi người sẽ theo không kịp và mọi người viết không có kịp cái này. Thì coi như mình đã ướp xong 1 tiếng đồng hồ rồi. Nếu mình làm ở nhà mình nên ướp nha, ít nhất 1 tiếng đồng hồ cho Quốc. Bây giờ Quốc sẽ cho vào đây là 3 thìa ăn cơm dầu phụng, nó tương đương với lại 45 ml dầu phụng. Rồi cái phần nén với lại nghệ nè, để mình giả ra mình sẽ cho vào đây bằng phi. Đó, nó tương đương với lại là 1 thìa ăn cơm á, mình sẽ phi phi nó lên. Có bạn Ngân Trần đó, bạn ghi công thức ướp gà đó, mọi người vô xem rồi ghi lại đi.
hồng ngọc của thầy Quốc lên rồi. Lên Ngọc ơi, lên Ngọc ơi. Ghi rất đầy đủ công thức. Bây giờ mình phi nha, cho cái phần này nó vàng, nó thơm luôn nha. Mọi người khi mà nấu này bằng nghệ tươi á, nó sẽ ngon hơn, nó thơm hơn và nó sẽ không có bị hôi cái mùi nghệ. Thì thật ra nghệ á, mà nếu mà mình dùng cái nghệ khô á, là cái nghệ bột á, là phải phơi khô rồi, xong rồi nó lại cái tinh dầu vô nhiều hơn, thì nó sẽ bị hăng hơn, thì mình nấu nó sẽ không có ngon. Đó, nhưng mà tuy nhiên nếu chúng ta không mua được nghệ tươi thì mình nên phải sử dụng cái phần bột nghệ đó. Rồi, cho vào đây nó xào nha. Đúng rồi, nồi của tấm bơ que đó bạn. Nấu bằng nồi nhôm cũng được nha bạn. À, thật ra thì mình nấu nồi nào cũng được, tuy nhiên thì Quốc xài nồi tấm bơ que thì Quốc cảm thấy nó an toàn cho Quốc hơn, Quốc thích hơn. Và nóng nó sẽ nhanh hơn, nó giữ nhiệt nhiều hơn. Và thật sự là Quốc xài tấm bơ que là hầu như trong bếp Quốc là 90% là đồ Tupperware rồi, là nồi niêu á, muốn xài Tupperware. Tại cái phần Tupperware là hồi đó là Quốc bị là khi nấu á, cứ mình quên mất tiêu, là cỡ khoảng 6 tiếng sau mới nhớ là mình có một cái nồi đồ ăn trên bếp. Thế là nó cháy, nó khét đen hết luôn, mà nó khói nguyên một cái bếp luôn. À, tưởng là coi như quăng luôn cái nồi rồi. Nó nói là nó cái khói nó ám mà nó cái nắp thủy tinh của cái nồi Tupperware á, là nó đen luôn mà. Vậy mà đến chừng đổ ra rửa lại cái nó trắng y chang như mới, y chang như vậy. Cái từ đó sau Quốc xài cái nồi Tupperware luôn. Anh Suốt ơi, lên Google, anh Thuận Phong ơi, anh lên Google anh sợ giùm em chợ bà qua đi, chứ lâu rồi em cũng chưa ra đó nữa. Có một vài bạn là đã nói thực hiện mấy cái món vừa rồi thầy dạy rất là ngon, cảm ơn thầy rất là nhiều. Đây, cảm ơn mọi người nhiều đã thực hiện lại tại nhà. Rồi bây giờ Quốc sẽ cho vào đây nha. Cái phần Quốc sẽ cho phần nước lọc vào đây là Quốc sẽ cho vào là 500ml nước lọc. Chị Kiều Việt Liên vừa thả ba trái tim. Cảm ơn chị Việt Liên. Anh Trần Văn Suốt thì cũng như mọi ngày rất là rình mò. Tí nó nhỏ anh like anh Phước anh Suốt rồi. Tại vì em lúc nào trong đầu em cũng là Trần Văn Suốt, Trần Văn Suốt, em đọc tên anh Phong thành anh Suốt đó. Chà, nãy Quốc quên luộc trứng. Thế đó luộc nhanh mà thầy. Thay nước lọc bằng nước dừa có hợp không thầy? À không hợp nha. Thấy là mọi người nó sẽ không có hợp. Mà thật ra cái này á, mình là cái phần nước lọc này, mình xào nó, mình xào cho cái phần này nó chín á, là nó ra cái nước ngọt nhiều lắm rồi, mình không phải cần nước dừa đâu. Cái này mình cho nước dừa vào á, thì nó sẽ không, nó bị mất đi cái mùi mì quảng của mình. Bây giờ trong thời gian này, Vũ sẽ nếm thử sơ một cái nha. Để cho mấy bạn kịp theo dõi khi mà vô sau đó thì thầy Võ Quốc đang nấu món mì quảng gà. Các bạn có thể coi. Rồi bây giờ nha, mọi người sẽ nêm vào đây. Bây giờ Quốc sẽ tiếp tục, Quốc sẽ nêm vào đây. Đầu tiên Quốc sẽ cho vào đây là 50ml nước mắm. Mình nêm nó phải đậm đà và để nó thấm, nó sẽ mặn, nó sẽ nhạt hơn là cái gà kho tí xíu, nhưng mà nó phải mặn hơn là cái đó. Chứ còn chúng ta làm không thì cái phần nhân của mình ăn nó sẽ không ngon. Rồi hạt nêm Quốc sẽ cho vào đây là 3 thìa cà phê hạt nêm. Rồi, chị Kiều Việt Liên hỏi giùm chị là chị mua củ nén mà chỉ cho chị là cách bảo quản củ nén do chị không mua được nghệ
cho nên nấu mì Quảng không có đủ nguyên liệu. Cái không có nghệ thì mình có thể mình thay cái phần nghệ nghệ bột luôn cũng được chị Liên. Còn củ nén á, mua rất là dễ, mình mua xong mình về mình cho vào trong cái nước á, mình chà sạch nó đi, cho cái rổ mình chà sạch nó, rồi xong sau đó mình để ráo ráo rồi mình cái chi phần ra mình cho vào trong ngăn mát, để hoặc là nếu mà nhiều quá mình cho vào trong ngăn đông, sau mình lấy ra mình giả mình nấu ăn, nó vẫn rất ngon bình thường. Cái thớt mua ở đâu thầy? Cái thớt này Quốc mua ở Hàn Quốc. Rồi bây giờ Quốc sẽ làm cái phần nguyên liệu, để một tí nữa mình sẽ làm cái phần nước nhân đó. Cái món mì Quảng này nấu nó hơi lắt nhắt, nếu mà mọi người nấu bình thường thì cái khúc này đã là xong rồi nè. Tuy nhiên thì với cái cách nấu mà của nhà Quốc á, thì Quốc thấy là nó sẽ cái nước nhân á, nó sệt lại ăn á, nó sẽ ngon hơn và nó hấp dẫn hơn. Rồi bây giờ Quốc sẽ làm cái phần này, thì nhớ không, cái phần ức gà lúc nãy Quốc lấy ra là 100g ức gà. Mình sẽ thái mỏng nó ra nha, để tí nữa mình xào cho nó dễ. Nhận lời cảm ơn từ chị như chị Liên. Nha, trong lúc livestream này là cái món này thì thật ra nó cũng hơi khó đó, thì mọi người có thắc mắc gì á là cứ hỏi. Rồi cái đó lúc đang có đây là ba quả cà chua này, nó tương đương với lại là 200g. Mình sẽ thái mỏng nó ra, bỏ hạt đi nha, mình cắt làm đôi để mình nặng, bỏ cái hạt của nó ra đó. Thì trong cái nước nhân của mình á, nó sẽ có phần cà chua rồi luôn. Một câu hỏi ngoài lề nữa là thầy mua dao này ở đâu vậy thầy? Cái dao này là Quốc mua ở Việt Nam thôi, nhưng mà không mua ở Việt Nam, nhưng mà là cái hãng dao này nó là của Nhật, cái hiệu Global của Nhật. Cái này xài rất là thích mọi người. Nhớ nè. Rồi bây giờ mình sẽ thái cái cà chua này mỏng ra nha. Bây giờ tí nữa mình xào. Mọi người đều rất nhớ chị Uyên Phùng à. Uyên Phùng khỏe, Uyên Phùng ơi. Em có thấy chị Phương Phương vô nữa mà chị Phương Phương hôm nay giống anh suốt rồi. Vừa nói quăng hai trái tim liền. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái phần nước nhân nha, phần nước nhân rất là quan trọng. Ủa thầy có giấu bao lì xì gì của em không? Sao có người nói là mỗi lần phát sóng là thầy nhớ tặng bao lì xì cho Thuận. Là sao? Có không? Đây nè. Ai nói? Trịnh Dũng. Trịnh. Giờ mới thấy anh Dũng xuất hiện, anh Dũng. Dũng học lớp mình luôn á. Anh Dũng chồng của chị Hoàng Anh đó hả? Không, Dũng kia, Dũng học lớp chuyên đề. Đúng không? Có bữa đi học gạch quay ảnh đó. Dịch quay đúng không? Đúng rồi. À, biết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái phần nước nhân nha. Quốc cũng sẽ cho đây là 2 thìa ăn cơm dầu phộng. Rồi kế đến là cái phần mình cho khoảng 1 muỗng ăn cơm là cái phần nghệ với lại cái nén này lúc nãy em giả rồi đó. Cho vào hồi phi thơm mới lên. Ôi chị bếp An đã lên, chào chị. Cảm ơn chị bếp An nha. Lạp xưởng ngon. Rồi với cái món Quốc nhắc lại nha, với món mì Quảng này á thì mọi người thường nghe nói là ăn nó phải ít nước. Tuy nhiên cái chừng khi mà ăn ít nước mọi người hay xin thêm nước. Thì cũng đúng đó, tại vì là không biết nấu đó, để ăn ít nước đó, thì nấu cái nước á nó giống như nước này như vậy. Thì nó loãng lỏng như nè, thì nó sẽ không có áo hết trong cái sợi mì của mình. Thì ăn á thì mọi người hay muốn xin thêm nước để ăn, để húp vào cho nó có vị đậm đà. Tuy nhiên với cách nấu này của Quốc, mọi người theo dõi nha, thì mình nấu á cái nước của mình nó sệt lại và nó có bột xung đó, nên chứ khi mà cho vào trong mì Quảng á thì nó áo cái nước á, có bột áo xung quanh cái sợi mì Quảng. Thì mình ăn ít nước á, ăn như mì trộn nó ăn á, nó sẽ rất là thấm tháp, nó sẽ ngon mà mình không cần phải có nhiều nước. Thật ra cái món mì Quảng đúng của nó là một dạng món mì trộn khô.
Rồi bây giờ khi cái phần mình cái phần nghệ với lại nén này nó đã vàng giòn nè, sẽ cho cà chua vào nè, phần ức gà lúc nãy nè mình cho vào, mình sẽ xào lên. Hôm nay là đầy đủ bộ mặt bá quan văn võ của lớp A1 luôn đó thầy. Chào lớp A1 nha. 2 tuần nữa, hy vọng 2 tuần chúng ta sẽ gặp lại. Thật sự là rất là hy vọng là 2 tuần nữa là coi như là dịch bệnh là sẽ hết sạch và trường chúng ta sẽ hoạt động lại. Thật ra khi mà Quốc mở trường hướng nghiệp Pháp Việt á thì cũng vào cái thời điểm dịch bệnh năm rồi đó, và cảm thấy là nó rất là có ý nghĩa, rất là vui. Vui là gì, sao là gì, gặp rất là nhiều người đam mê nấu ăn giống như Quốc, và thật sự Quốc cũng học từ mọi người á, những cái món ăn mà những cái bí quyết của mọi người rất là nhiều đó. Và Quốc kể thấy là khi mình làm cái công tác giáo dục này á, thì mình thấy là nói chung là vừa được ăn ngon nè, vừa có thêm kiến thức nè, và lại là đặc biệt là vừa có thêm học viên, vừa có thêm bạn bè đó. Nó rất là, với là cái kiểu như Quốc thì thích cũng như là 88 nhiều xíu, nên là cần có rất là nhiều bạn bè. Có một câu hỏi là khi mình nấu gà đó, bên cái nồi đó mình không cần để nắp hả? Cho nó mềm. Không cần. Cái này là mình, cái phần gà này mình chỉ nấu cho nó rút nước, và mình cảm thấy cái phần gà này nó chín là được rồi. Nó vừa mềm vừa chín là được rồi. Đó. Và cái phần trứng mình cho vào là mình cho vào lúc này nè. Từ nãy Quốc quên luộc trứng mất tiêu. Nó đang luộc bên kia. Đó là mình cho vào lúc này. Có một câu ngoài lề là detox của thầy Quốc rất ngon. Ngon lắm ạ. Cảm ơn cả nhà. Dương Hồng Phúc, sorry nãy giờ tôi ngủ quên, giờ mới vô. Rồi bây giờ Quốc sẽ cho đây là 200 ml nước lọc nha. Đó. Lát nhậu online nha mấy anh mấy chị ơi. Rồi kế đến Quốc sang có đây là cái phần đậu phộng mình đã rang rồi. Thì Quốc cũng sẽ cân lên cho mọi người luôn nha. Mình sẽ cho vào đây là 30 g đậu phộng. Hồng Ngọc, vợ của Nghĩa ơi, nãy giờ có xem cái phần này, ghi lại giùm anh cái công thức nha, cho mọi người nắm luôn nha Hồng Ngọc. Đây, mình cho đậu phộng vô đây luôn, để tí mình xay ra luôn. Đây, cái đó sẽ cho vào trong này luôn là 1 quả trứng. Đây mọi người thấy lạ không, cái phần nước nhân á nó là như vậy đó, và mình nấu cái cách này cũng đảm bảo mọi người khi mình nấu cái cách này á thì cái nước nhân của mình á nó sẽ quện, nó sánh và nó béo, nó ngon hơn nhiều. Thầy có câu hỏi là ở nước ngoài không có củ nén thì mình sử dụng thế bằng củ hành khô được không? Chắc nếu không có củ nén bắt buộc mình phải vậy rồi, mình thế bằng củ hành khô. Rồi bây giờ cũng sẽ cho hết cái phần nước chân này vào trong cái máy sinh tố nha, mình sẽ xay mịn nó ra. Đây. Chị Jenny Lâm ơi, hổm giờ em chưa được nhậu mũi nào hết trơn luôn á. Em còn không biết cái rúp đó là rúp nào nữa chị. Chị Jenny Lâm nói toàn là nhậu rúp kính luôn à. Rồi bây giờ cái này mình sẽ lấy, mình sẽ xay mịn nó ra. Và mọi người nhớ nha, biết có mọi người có để ý hay không, lúc nãy Quốc cho cái trứng gà xong Quốc đánh cái là Quốc sẽ tắt bếp liền, Quốc đổi đây liền. Và nếu mình nấu trứng gà mà chín á thì cái nước nhân của mình tí nó sẽ không có béo đâu, không có ngon. Rồi Quốc sẽ xay mịn nó ra. Nên mới phát hiện thầy mặc cái quần vàng như này. 30 phút rồi Thuận. Để coi. Có một bạn vô nói là hôm bữa nấu công thức phở của thầy rất là ngon, cảm ơn thầy. Đây, cảm ơn bạn đã thực hiện lại tại nhà. Mọi người cứ nấu lại những cái món của Quốc nha. Nếu có gì thắc mắc cứ inbox cho Quốc, Quốc sẽ hướng dẫn thêm cho mọi người nha. Tại nhiều khi là có những bạn ở nước ngoài không có nguyên liệu này, không có nguyên liệu kia, thì Quốc sẽ chỉ cho mọi người cách để thay thế. Đó.
Chút nữa em có thể xem lại cái livestream này đó, Thanh Thảo Cao. Tại vì anh vừa cầm máy rồi vừa đọc comment đó, anh không nhớ nổi. Rồi, Thuận quay cận cái này. Cái phần gà này là mọi người được bao nhiêu phút rồi? Mới có 20 30 phút. Bắt đầu live tới giờ là được 30 phút. 30 phút đúng không? Là cái phần gà này nè, khi mình nấu á, nó chín á, mình sẽ vớt nó ra nha mọi người. Đây. Mình sẽ vớt nó ra. Mọi người thấy không? Cái màu mà màu nghệ tươi á rất là hấp dẫn. Đây, cái phần nhân này đã xong. Bây giờ đến cái phần nước nhân. Thì đây mình lấy cái phần nước lúc nãy mình kho với gà. Rồi mình cho thêm cái phần nước nhân hồi nãy lúc mà mình xào á, mà mình xay nhuyễn ra. Mình sẽ cho vào đây nữa. Hôm nay bị giới nghiêm rồi chị ơi, không có ai phụ hết. Chỉ có em với thầy thôi. Hôm nay là chỉ có Quốc với lại Thuận thôi, hai thầy trò tự xử. Mấy bữa trước còn có mấy bạn hỗ trợ, hôm nay không có ai hết. Rồi cái phần nước nhân này mình sẽ nêm vào thêm đây nữa cho nó đậm đà tí xíu. Thì Quốc sẽ nêm vào đây là một thìa cà phê hạt nêm. Rồi nước mắm bố sẽ cho vào là 2 thìa cà phê nước mắm. Đây. Đang quay cận lại Thuận. Rồi bây giờ mình cứ nấu cho nó sôi nhẹ cỡ khoảng 5 phút là được nè, mọi người thấy nè. Nó cái phần nước nhân của mình nó phải sánh, nó phải sệt giống vậy. Và nó hơi có bột bột như vậy. Thì cái bột này thì trong này là mọi người thấy này á, thì Quốc xay cà chua, Quốc xào cà chua cho đây, thì cà chua khi mình xào lên nó sẽ có cái vị ngọt tự nhiên đó. Và cái phần hột gà nãy mình cho vào thì mình xay lên nó cũng có nó béo. Và đặc biệt trong này mình có thêm cái phần đậu phộng, thì cái đậu phộng á nó sẽ làm cho chúng ta nó sẽ béo hơn đó. Và nó ra thì mình xay á, nó thành bột á, với lại cái hột gà thành bột á, thì nó sẽ áo xung quanh cái sợi mì chúng ta ăn nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ Quốc sẽ để sau này bên. Bây giờ coi như là mình xong rồi đó, bây giờ mình chỉ việc trụng mì thôi. Nếu mình mua được cái mì tươi thì rất là đơn giản rồi đó. Bây giờ cái mì mì quảng khô này bây giờ mình sẽ bắt lên mình trụng đó. Trước khi mình trụng mì có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là khẩu phần thầy nấu cho ngày hôm nay là bao nhiêu người ăn? Cái khẩu phần Quốc đang nấu bây giờ á thì được 5 được 6 người ăn. Rồi. Tiếp theo là hôm nào thầy có thể dạy mì quảng Phú Chim được không? À đây đây, đây cái cách này là nó hơi giống, nó là một cái cách của mì quảng Phú Chim đây. Rồi. Là nấu có đậu phộng. Rồi, câu hỏi thứ ba là thay đậu phộng bằng hạt điều được không thầy? À, thích mình béo cho hơn 30 gram được không? Không, cái phần đậu phộng này mình không nên cho nhiều, cho vừa đủ thôi, tự nhiều quá mình nghe cái mùi đậu phộng nó sẽ không ngon. Và cái này nếu tại vì đúng rồi, một số người ở nước ngoài thì sẽ bị cái trường hợp là ở nước ngoài á, là có rất là nhiều người bị dị ứng đậu phộng đó, nên mình sẽ thay thế nó bằng hạt điều hoặc là cái hạt hạnh nhân đó, tạo cái độ béo cũng được, cũng rất là ngon. Rồi bây giờ Quốc bắt một cái nồi nước rồi ha, Quốc sẽ trụng cái sợi mì quảng khô này. Mì quảng khô là mình đã ngâm nước rồi phải không thầy? Mì quảng khô này ngâm nước rồi. À cái phần mì quảng khô này á mua về mọi người ngâm nó ít nhất là 2 tiếng đồng hồ cho đến 4 tiếng, thứ nhất là để cho nó mềm, thứ hai để cho nó bớt đi cái mùi gạo đó, thì nó sẽ ngon hơn. Nè cho mọi người nhìn thấy nó khác nhau một cái. Đây là cái sợi mì quảng khô. Ê, 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 thầy ơi. Cái sợi mì quảng khô hôm nay Quốc mua này nè. Mình giờ cái ngâm mềm nó ra được rồi. Thật ra với cái thời buổi mà dịch bệnh là giãn cách này nè, mình cứ nên mua những cái đồ khô để mình trữ ở nhà, nó sẽ
tiện hơn cho mình khi mình nấu nướng. Không có đậu phộng thì mình thay không có dầu phộng thì thay bằng dầu bơ. Không được, phải dầu phộng, còn không mình sử dụng dầu dầu bình thường thôi. Ồ, ok. Thầy bị chết bô hại. Vũ về. Thanh gà. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái phần cuối cùng là cái phần làm cái phần dầu nén với nghệ để mình trộn với lại cái sợi mì của mình thì ăn nó sẽ ngon hơn. Bây giờ Quốc sẽ lấy dầu phộng ha. Rồi. Mì Quảng khô mua đâu thì bạn có thể inbox thầy Quốc. Một tí là Quốc sẽ post lên trên Facebook luôn cho. Rồi. Mấy bạn ơi, công thức nằm ở chỗ bạn Hồng Ngọc vừa post lên đó, mấy bạn có thể ghi công thức tại đó luôn nha. Rồi, cảm ơn mấy bạn rất nhiều. À, cái tô này á anh Phúc, cái tô này là bánh tráng đó, bánh đa đó, giòn giòn đó. Một tí nữa mì Quảng mình sẽ có bánh đa. Cái này. Rồi, có rau thơm nữa. Mình có rau để ăn, tí Quốc sẽ đọc cái rau để ăn mì Quảng cho đúng nha. Tại vì hôm nay cũng rất là khó mua rau, có gì Quốc sử dụng cái đó à. Cái này là sợi mì Quảng, không phải sợi cao lầu nha bạn. Này sợi mì Quảng làm bằng gạo lứt á mọi người. Quay cận cái okay. Đó là mọi người phải làm được cái dầu này, đây là cái dầu nén với lại nghệ. Thì cái phần làm dầu này mình thấy cái nén nó vàng nó giòn lên là được rồi. Rồi, thầy đó, mình sẽ lấy cách ra. Làm này đi thầy. Cách dễ lắm, mình chỉ việc cho dầu vào và nén với nghệ mình giã ra là mình sẽ cho vào. Đây để tí nữa mình sẽ trộn vào trong cái sợi mì Quảng. Đây, rồi xong. Nếu mình xài mì Quảng là mì Quảng tươi, mình mua mì Quảng tươi á là mì Quảng nhớ mọi người nhớ là nếu ăn bún riêu thì phần bánh phở, phần hủ tiếu, phần bún á mình trộn trong nước sôi. Mình cho mình chan nước lên, còn riêng mì Quảng là không được nha. Mì Quảng là mình mua về là mình sẽ cho ra một, mình xé sợi tơi ra, cho ra một cái thau lớn, xong sau đó mình sẽ vớt những cái và mình cho một ít cái dầu mà dầu nén với lại nghệ mình phi lên như vậy, mình cho vô mình trộn lên cho nó thơm và mình cho ra trong cái tô mì của mình, nó sẽ rất là ngon. Rồi bây giờ cũng sẽ trộn cái phần mì này nha. Mình đã ngâm rồi, mình sẽ trộn nó nhanh lắm. Mình thử, mình trộn thấy nó chín cái là được rồi. Rồi, mình sẽ vớt ra đây. Không ngon á. Thật ra lần đầu tiên Quốc xài cái sợi mì Quảng khô thế này mà Quốc trụng nó có thấy là rất là ngon á đó. Đó, nên mà tiếng Quốc sẽ cho mọi người số điện thoại, mọi người nên mua cái này để mình để trữ trong nhà. Đây, mà trộn cũng nhanh lắm nha. Rồi, như vậy là cái phần này mình đã trộn xong, để cho nó ráo nước nha. Sau đó mình sẽ cho vào trong cái dĩa này. Nếu mình không có củ nén thì mình có thay được bằng cái gì khác không thầy? Nếu không củ nén là mình chỉ thay được một cái duy nhất thôi, đó là hành khô, hành tím đó. Rồi bây giờ Quốc sẽ cho cái phần nén với nghệ, cái nước nén phi nè, mình cho vào đây.
Mà theo em biết là cái mì Quảng này cái đặc trưng của nó là phải có củ nén thì nó mới đúng ra rồi, mì phải có Quảng củ đúng nén không? nó mới ngon, mà nhiều khi ở nước ngoài mình mua không được đâu, nó hơi khó mua. Là mình trộn như vậy thì cái mì, cái sợi mì Quảng mình nó rất thơm. Mình trụng xong mình không cần xả nước lạnh giống như là Không cần, không phở cần, này mình không cần xả lạnh đâu, rồi. mình cho cái dầu nén vào là nó tơi ra và nó rất là ngon. Thật ra hôm nay lần đầu tiên là Quốc xài cái sợi mì Quảng khô này nè. Từ sáng là Quốc không có mua được cái sợi mì Quảng tươi. Quốc có post Facebook thì rất là may mắn có một bạn ở trên Facebook á chỉ cho Quốc. Rồi, coi như là xong rồi đó, bây giờ mình chỉ việc mình bày ra thôi. Bao nhiêu phút rồi Thuận? Bắt đầu like là mình được 40 phút rồi. Nói vậy thì thật ra cái món này làm cũng rất là nhanh cả nhà. Đó, nếu mình Món chịu này khó ở tổng nhà cộng mình làm thì đó, thay vì mình làm những cái món mặn thì ok cuối tuần á, với lại thời gian giãn cách mình có thời gian này thì mình làm những cái món này. Có thể hôm nay mình chặt gà, mình ướp sẵn để qua ngày mai, sáng mai mình dậy mình nấu cả nhà ăn sáng được luôn. Đó, rồi bây giờ Quốc sẽ cho ra tô nha. nếu món này mình tập trung thì mình làm tầm khoảng 30 phút là xong. Đúng rồi, và bây giờ Quốc sẽ đọc cái rau mà để ăn cái mì Quảng này. Là thứ nhất là mình sẽ có nó là xà lách nè. Đó mình thái nhỏ ra. Rồi mình sẽ có là cái cải mà cải con hoặc là cải mầm. Đó mình cũng thấy mình cho vô. Rồi cái húng lủi bắt buộc là phải có cái phần húng lủi này. Rồi xong rồi thậm chí ta có thể bào bắp cải, mình sẽ trộn chung làm cái phần rau cũng được. Và đặc biệt là mình phải có ngò với lại hành. Ngò mình để nguyên cọng mình cắt làm đôi thôi. Đó, mình coi như là rau để ăn sống nhưng phải rau rau để nêm. Với lại hành thì hành đó là mình cũng cắt sợi dài chéo chéo mình cho vào một ít, mình trộn đều lên xong rồi mình sẽ cho vào trong cái ở dưới cái đáy tô thế này. Bắt đầu mình sẽ xếp mì lên rồi mình chan nước nhân lên là xong. Còn hôm nay Quốc không có mua được những cái loại đó thì mình sẽ dùng những cái loại rau kém đó, rau kém cắt nhỏ ra như thế này đó, mình sẽ cho vào. Đó. Thật ra thì với cái tình hình giãn cách thế này á thì chợ siêu thị á thì mình ra mình mua được cái gì thì nó tương đối thôi, là mình về mình sử dụng. Và với này thì mình cũng có thể mình cho rau quế vô mình ăn luôn cũng được, không sao hết. Đây mình sẽ cho cọng mì lên đây nha. Rồi sau đó mình sẽ gắp gà mình cho lên. Với tình hình có hai người như vậy em nghĩ cái tô đó của em rồi. Chắc chắn rồi Thuận ơi. Ừ. Sau đó mình sẽ cho một ít rau thơm lên trên. Đây, quay cận Thuận. Nè, bây giờ mọi người coi nè, đây. Cái nước nhân của mình nó phải sệt như thế này thì khi mình chan vào, mình không cần chan nhiều, mình chan một vá thôi. Đó, rồi, coi như đây là một cái món mì trộn. Rồi mình trộn đều lên, rồi mình sử dụng mình ăn thôi. Rồi mình cho đậu phộng vô nè. Rồi bánh tráng. Đó, mình cũng cho bánh tráng vào. Đây mình cho rau thơm vào đây. Đây, nếu mình có ớt xanh Đà Nẵng, mình thử ớt xanh Đà Nẵng á, thì mình sẽ cho vào, còn không á thì mình sẽ cho một cái trái ớt xanh vào đây rồi mình ăn kèm ớt xanh. Và với món này khi mình ăn á thì mình sẽ để kế bên là mình giả một chén ớt tỏi. Bây giờ Quốc giả luôn cho mọi người để tới Quốc sử dụng luôn. Thầy ơi, có một thắc mắc là hồi nãy hai cái trứng luộc đó thầy bỏ đâu rồi? Đây còn cái trứng nữa. Thật ra cái trứng này lúc này nè, mọi người nên nhớ là giúp Quốc nha, là cái trứng này mình nên luộc trước nó, xong sau đó lúc mà mình kho cái phần gà thì mình bóc vỏ ra xong mình cho vào đó mình kho luôn để cho trứng nó thấm. Đó hồi chiều Quốc chuẩn bị Quốc quên mất cái phần trứng này. À, đến chừng khi mà nấu cái phần nước nước nhân mà cần có trứng á thì Quốc mới nhớ. Đây, cái này là Thuận hỏi đúng không? Để tí Đâu, ở trên này rất chắc nhiều không. người tại vì hỏi sao thầy quên phần trứng luộc rồi.
Rồi mình cắt cái trứng mình cho nửa cái trứng mình cho vào ha. Với lại mình sử dụng ngò gai hay ngò rí vậy? À mình sử dụng ngò rí nha. Đấy, món này mình sử dụng ngò rí thì nó ngon. Bây giờ muốn sẽ làm một cái chén chén nước mắm. Nó phải có nước mắm sống ớt tỏi giả vô thì mới ngon. Chắc là có hiểm đỏ không ta? Cái phần mà ớt mà để ăn kèm với lại ăn kèm trong cái tô mì Quảng á thì mình sử dụng ớt xanh. Nhưng mà cái phần mà ớt tỏi á, mà cái nước mắm ớt tỏi á, nước mắm riêng ớt tỏi á để mình ăn á thì mình sẽ phải sử dụng ớt đỏ. Mà bây giờ Út cũng không có ớt đỏ ở đây. Thì Út lấy những cái trái mà hơi cam cam đỏ đỏ của cái phần ớt xanh này Út sẽ cho vào. Vì bệnh dịch cho nên là ở nhà có gì xài đó cho mọi người. Và tỏi mình mua tỏi mà tỏi cỡ miền Trung của mình á, tép phải nhỏ nhỏ thôi đó, là mình giả giả dập dập thôi, đừng giả nát nha, để cho nó ra được cái mùi cái tinh dầu thì mình ăn. Nếu mà nhạt á mình chan hoặc là không nhạt mình chan tí xíu lên, mình trộn lên, mình dắt miếng chanh vô ăn rất là ngon. Xong đây, đây cũng cho lên tí xíu ha để hình trộn ăn cho nó ngon. Đây, như vậy là mất cỡ khoảng 40 phút thì cái món mì Quảng gà của chúng ta đã hoàn thành. Với món ăn này thì mọi người thấy không, cách làm thì dễ thôi, tuy nhiên mọi người phải biết được cái bí quyết của nó, làm sao để khi mà mình nấu cái mì Quảng nó ít nước mà ăn nó vẫn nó vẫn phải ngon. Và hy vọng là buổi chia sẻ hôm nay của Quốc á thì mọi người biết được là tại sao mì Quảng phải ăn ít nước và biết được cách nấu ít nước để cho mì Quảng nó ngon. Và với cách này thì mọi người cứ áp dụng, mình nấu đối đãi vừa mì Quảng thịt heo đi, thì cái phần nước nhân á thì mình lấy cái phần thịt nạc heo mình xào mình thế cái phần ức gà. Còn nếu mà mình dùng mì mình nấu mì Quảng ếch đi thì cũng cách cũng kho cũng y chang như vậy luôn, thì cái phần nước nhân thì mình lấy cái thịt ếch hoặc là cái phần ức gà mình sẽ cũng xào lên, mình làm cái nước cái cho cái phần nước này nè nó sệt đó, ăn nó mới ngon đó. Thì Thay khi mình ăn trứng gà luộc bằng trứng cút được nha à, bạn. được luôn, mình thay trứng gà trứng cút được luôn đó, thì mình chỉ việc lên mình trộn lên thôi là mình sử dụng cái món này rất là ngon và rất hấp dẫn. Và cái món này chúng ta làm càng đơn giản thì nó sẽ càng ngon. Tuy nhiên bí quyết của nó là mình làm sao thì cái phần nước nhân á nó phải sạch để nó áo hết cọng mì của chúng ta. Rồi bây giờ Quốc xin phép tạm dừng để Quốc ra thưởng thức cái món này, chứ không là thuận nó ăn của Quốc đó. Và ngày thứ năm thì Quốc sẽ có một số người đang yêu cầu Quốc là sẽ làm cái món là món bột chiên đó. Thì Quốc mua được bột, Quốc sẽ livestream cái món bột chiên và theo cái cách tại nhà, và ai cũng có thể làm được, không cần một chảo gang bự đâu đó, mình chỉ cần có một có dầu ăn nhiều và mình có dầu là mình thể làm bột chiên tại nhà rất là ngon. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, và đặc biệt mọi người nhớ giữ sức khỏe nha, để hết dịch chúng ta sẽ chiến đấu và chúng ta sẽ làm việc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào thứ năm tuần này cũng là lúc 19 giờ.